Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với video tiếp theo của Kanji em. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục cái hành trình leo danh thách đấu từ chiến 100 sao và leo lên top server nha các bạn ơi. Và tiện thể thì mình cũng sẽ làm theo yêu cầu của nhiều bạn, đó chính là hôm nay mình sẽ sâu lúc bắn độ nhẹ DBI các thứ nhá. Tại vì mình thấy nhiều bạn yêu cầu quá, chắc là thấy tôi là bắn headshot ghê quá chứ gì. Thì trước khi đến với độ nhẹ thì mình sẽ gọi là vào trận để test cho các bạn xem là cái sự bá đạo của độ nhẹ với cả setting của mình nó bắn headshot cỡ nào nè các bạn ơi. Ok, let's go. Ok các bạn ơi, bây giờ thì mình sẽ vừa bắn vừa phân tích cho các bạn xem cái độ nhẹ của mình nha. Rồi lát nữa mình ra mình sẽ show cho các bạn xem này. Bây giờ thì các bạn hãy cùng xem mình bắn xem mình thể hiện để có thể học tập theo mình nha. Từ từ các bạn ơi, để quyết canu rồi. Để quyết canu thì các bạn lưu ý là các bạn ngồi xuống để tránh bị lộn vị trí á. Bây giờ mình sẽ ngồi xuống này này. Đấy, là bị không bị lộn vị trí á. Đây, cũng check qua đây à. Các bạn thấy không, nó không biết vị trí của mình nên là nó check qua luôn. Ok các bạn ơi, một thằng. Cắt. Ơi. Hai thằng. Có đi không? Alo. Có kẹo nha. Cảm ơn các bạn. Vừa mới sang giao thứ hai mà đồng đội mình đã bị gục với hai thằng rồi các bạn ạ. Bây giờ cơ hội cân bún của mình đến rồi này các bạn ơi. Cứ bình tĩnh, mình sẽ cân bún pha này nha. Headshot, ôi. Từ, pha này bảo tâm bị bắt vào đầu rồi nhưng mà là đầu gối. Đây là bún này bây giờ ủi lục với thố rồi. Ai đi ăn quá các bạn ạ, thua hai trận liên tục, thua hai và liên tiếp luôn. Không sao, không sao, 30 chưa phải là Tết. 30 chưa phải là... Đây, ok, một đầu. Địch lại quét cờ lưu các bạn ơi, lại ngồi xuống thôi. Đấy, cứ quét cờ lưu là mình ngồi xuống. Cứ bình tĩnh các bạn ạ. Danh thách đấu 100 sao đấy chứ không có đơn giản đâu. Toàn là cao thủ phở. Phở rủ lễ ơ không đây. Không được đâu. Gạt luôn. Cứ gục là gạt thôi. Đứng là đón đúc này chặn mà gục là gạt các bạn ạ. Đây, ok. Headshot tiếp rồi. Từ nãy toàn headshot rồi qua rồi. Chưa thấy pha nào không headshot đâu đấy. Từ con thằng cuối nó cầm sâm quá rồi. Nó cầm sâm quá này viên sợ quá. Đi điểm đã. Công qua đây, ok, công qua đây. Bắn gì ghê vậy? Từ từ thôi, chịu không nổi. Đồng đội khoái liền. Đúng là vào tay người bạn hay thì danh thách đấu cũng như là giành vàng thôi các bạn ạ. Đấy, các bạn thấy không? Gặp mình ấy, thì các bạn nên đội cái nồi cơm điện vào đầu ấy. Không thì chỉ có giáp sẵn rồi, mình có thật luôn. Vào game mà thấy ai mà tin đại ca đó là ai á. Một là các bạn thoát game. Hai là các bạn chạy ra ngoài đội cái nồi cơm điện. Ủi, hay là đội cái đúc mũ vào hiểm vào. Không là lằng nhằng là lại bay mũ đấy. À, thằng này chỉ cần thoát ra một phát thôi. Mình vừa cho bay một viên vào đầu rồi đấy. Thoát ra. Không chịu thoát ra. Chạy đâu ấy, chạy đâu nồi cơm điện không đuổi vào đầu thì chỉ có chết thôi. Thằng này lượn vòng người đấy, lượn vòng thì cho anh chính mũ, cho anh chính mũ phun vàng lấm đỏ. Ok trượt bạn, cảm ơn nhé. Group hai rồi, thêm bạn còn có hai người thôi, thì mình bốn người mà sợ gì, đải qua ăn luôn lụp luôn. Ok các bạn ơi, đồng đội mình ăn nốt rồi. Đình cân bốn nhưng mà đồng đội mình gọi là ăn hết mẹ áo rồi. Sau cuối thì các bạn ơi, có vẻ trận này diễn ra khá là suôn sẻ và khá là dễ dàng các bạn ạ. Từ từ lại bị quyết cờ lưu. Đây, mình rất khó chịu ôn cờ lưu rồi nha. Đấy, rồi mình sẽ chơi cái chiến thuật là màu cú bắt ốc các bạn ạ. Đấy, mình sẽ từ. Kiểu bây giờ mình không bị lộ vị trí, thằng địch nó sẽ kiểu chạy thẳng với mạch ba luôn, tại vì nó không nó tưởng là mình bị lỗi vị trí mà. Ai đây biết ngay anh em thấy không, mày này phun đập giặc luôn đấy các bạn thấy không, mình ngồi xuống là không bị lỗi vị trí, thằng địch nó cứ thế nó đẩy qua, nó tưởng là mình không ở đấy, ngu địch chết. Quét cờ lui nhưng mà gặp mình thì gặp khắc tình rồi, làm sao mà chịu lỗi. Ui, làm sao mà chịu đổi. Ok các bạn ơi, winner các bạn ạ. Khá là nhẹ nhàng tình cảm, nhưng một trận này dễ quá các bạn nhỉ. Kiểu ngắn quá, mình sẽ làm thêm một trận nữa nhá. Cho clip nó dài dài đi, các bạn xem nó thích nhá.
Ok các bạn ơi, tiếp tục sang trận thứ hai luôn nha. Thì trận này thì mình xuống luôn cái M1873 các bạn ạ. Đấy, bây giờ mình sẽ đẩy qua thẳng luôn nha. Đại ca lớp 5A thì ngán gì bố có thằng nào đâu, cứ đẩy thẳng qua húp luôn. Đụng luôn. Có lúa vậy, lúa về các bạn ơi, lúa về đây rồi, đều đều. Nào. Nào, ok các bạn ơi, full vàng. Ui, sao lại full vàng nhỉ? Lại. Được, được. Đây, được. Full nổi. Full nổi, ok chưa, full nổi chưa. Ui. Má, cay thế nhỉ. Ai chà. Khởi đầu trông có vẻ không ổn rồi các bạn ơi. Giao đầu tiên đã bị thua mất rồi. Ok, sang giao thứ hai luôn nhé. Khởi đầu là một ván thua là mình thấy kiểu bất ổn rồi các bạn ạ. Đấy, trận đầu tiên thua là cảm thấy bất ổn rồi. Cảm thấy có điểm rồi đấy. Nhưng mà không sao, khoan mình sẽ tịnh tâm nhé. Mình sẽ tịnh tâm, mình là bắn nhưng mà chắc. Mình sẽ cầm đi em, mình on shot cho các bạn xem nha. Đây rồi. One shot, ok chưa? One shot, ok chưa? One shot chưa? Headshot chưa? Full đầu chưa? Các bạn ở chưa? Mình đưa tâm rất là nhẹ nhàng tình cảm thôi. Nhưng mà cứ ra đạn là vào đầu. Cứ ra đạn là vào đầu. Nào. One shot. One shot tiếp này. Có trình không? Có trình không? Không, không có trình thì chạy đi. Biết ngay, chạy ngay mà. Chạy ngay mà. Thấy mình clear vắt chạy ngay mà. Ok bạn ơi, một đèo rồi. Có thể không? Cái độ nhẹ của mình ấy. Thì mình cũng như mà các bạn ạ, kiểu mình cũng không quan trọng đội lệ lắm đâu, đội này của mình nhé, thì lúc nào mình cũng để chín trong khoảng là 96 đến 100% thôi. Tí nữa thì mình ra mình sẽ chờ bạn xem luôn. Đấy, kiểu là quan trọng ở cái cảm giác tay của bạn thôi. Các bạn chơi game đừng có chú trọng vào đội này nhiều quá nhé. Các bạn để ý là cái cảm giác tay của các bạn ấy. Đây, ok, con ơi, lại headshot tiếp này. Ủa, các bạn thấy không? Từ đấy toàn headshot thôi. Quan trọng là mình phải có cảm giác tay các bạn ạ. Kiểu là nhiều khi mình chơi ấy, nhiều lúc mà mình cũng không hết sót đồng đâu, có những lúc mình cả phút vàng cơ mà, các bạn thấy không? Ban nãy mình cũng cả phút vàng rồi. Nên là kiểu là các bạn đừng có quan niệm rằng là lúc nào cũng phải kéo hết sót nha. Mà là kiểu là cái cảm giác này của mình lúc mình kéo được, lúc mình không kéo được mà, đúng không? Đấy là các bạn đừng có chú trọng vào hết sót nhiều nhé. Và đội dạy thì nó cũng chỉ là một cái để các bạn tham khảo thôi. Còn nó cũng không kiểu không giúp ích các bạn quá nhiều đâu. Đâu có thằng ngứa đâu rồi. Đứa con liêu theo mình gì cả. Nguy hiểm đây, nguy hiểm bên. Thật mình sẽ chắc phải đi. Mình chưa gì còn thấy nó ở đâu các bạn. Mình sẽ bắn chắc tí á. Tại vì mình chưa thấy thằng địch nó thỏ là. Ở đâu người ta ơ. À bên ngoài. Đúng rồi, mình kiếm bên ngoài qua đây. Xuống rồi lụm luôn. Thằng này có mấy cây DE mà địch ăn mình các bạn ạ. Ok chưa các bạn thấy không? Toàn headshot rồi. Hay là mình phải đổi tên là toàn headshot nhỉ? Các phải đổi tên thành toàn headshot các bạn ạ. Vẫn toàn headshot này thì chết thôi. Ra nạn là vào đầu. 99% tỷ lệ headshot. À chết, 99% headshot. Đây, thì bạn bắt đầu thủ ơi. Thì bạn chơi trò thủ ơi. Thủ thì cũng phải chết thôi. Ui là bị làm chậm rồi. Từ, chậm mất. Bị làm chậm rồi quá rồi. Ê. Thằng này cắn trộm mình qua ơi. Cắn trộm mình thì cho nó ra sạch luôn. Đây, thấy một thằng vừa chạy qua đây quyệt máu rồi. Biết ngay chạy đâu cho thoát. Phun vàng các bạn ạ. Đấy gọi đéo. Đôi khi vẫn phải có một pha phun vàng. Bởi ơi. Ok lại headshot tiếp. Ủy gọi đéo. Phun vàng lại bù đắp vào một pha phun đỏ. Đấy quá hợp lý luôn. Nói chung là các bạn đừng có quan niệm quá vào vấn đề kiểu headshot làm gì. Với các đội đệ thì cũng không quan trọng đâu. Một lát nữa mình ra mình sẽ phân tích cho bạn xem. Ui lại một viên đầu kìa. Mình sẽ cho các bạn xem đội đệ setting của mình luôn. Mình sâu phu luôn. Nhất là cái DBI nhá. À thì cái DBI là mình nói nhiều đấy. Các bạn cứ hỏi mình là DBI rồi. Có nhiều bạn nhắn tin bảo là mình sâu đi thì mình sâu hết luôn rồi. Là mình không có xả DBI các bạn ơi. Mình đã nói với các bạn rất là nhiều lần là DBI nó không có tác dụng. Các bạn hiểu không nhở? DBI mắt cô hơn là những cái gì đấy á. Không có tác dụng đâu. Mình thề với các bạn luôn. Mình điều mình làm chó rồi các bạn ạ. Thật sự là nó không có tác dụng luôn đấy. Nên là các bạn cài để cho nó mệt người ra. Đây các bạn đều cứ ra nặng vào đầu. Hoặc là các bạn cứ bỏ tiền ra. Mua về cái DBI mắt cô vớ vẩn làm cái gì cho nó tốn tiền. Đấy tiền mất tật mang được cái gì đâu. Đấy các bạn nhớ nhá. Nhớ này. DBI không tác dụng. Đó mình nhắc lại lần thứ N rồi đấy. Ok con ơi lại full đầu tiếp. Gà luôn. Ây từ. Độ ok con đi quá. Ok green luôn các bạn ơi. Trận này dễ quá tại vì team mình cậu mình chơi với mấy bạn huyền thoại ấy. Nên là trận này dễ quá bạn ơi. Chắc team mình kêu cũng toàn huyền thoại nào ấy. Đấy trận này mình chơi với hai bạn fan danh huyền thoại này.
Ok các bạn ơi, thì đây là cái đôi này mà mình đang xài nhá. Đấy, nhìn xung quanh là mình thường để 96 với thao 100 các bạn ạ. Có nút bắn là mình để 45 nhá. Còn DPI thì mình nói trong trận rồi đấy, mình không hề dùng DPI luôn các bạn ơi. Mình nói điêu mình làm chó luôn, mình thề luôn. Đó, ở đây tất cả bằng điều khiển của mình đây nhá. Đấy, và các bạn hãy tham khảo và có thể áp dụng vào trong đầu danh nha. Bye bye. Stop and searching, yeah, it's burning. All this passion hurts me.